trận thua ở vòng đấu gần đây nhất trước Sông Lam Nghệ An. Với pha vào bóng vừa rồi thì Đát đã phải nhận thẻ vàng. Quả đá penalty cho đội chủ nhà và Gonzalo sẽ là người thực hiện. Cơ hội để cho Gonzalo có được bàn thắng mở tỷ số. Cú dứt điểm thanh văn 1-0 cho các cầu thủ Hà Nội TFT. Và dứt điểm rất căng. Những lời tuyên bố của ông Phan Anh Hùng nói về trận đấu này là Hà Nội TFT sẽ chơi quyết tâm đã được chứng thực. Hà Nội TFT chơi quyết tâm ở trong những phút đã qua và kết quả đó đã giúp cho họ có được quả đá penalty.